Thị trường căn hộ quý 2 năm 2017 tại Hà Nội không sôi động cả về số giao dịch và giá bán. Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo kiểm định chung cư cũ trước ngày 15 tháng 7. Được xây dựng nhà ở khu quy hoạch treo, phao cứu sinh của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Điệu 24 giờ. Mở đầu bản tin sẽ là một thông tin liên quan đến việc Bộ Xây dựng vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc triển khai cải tạo các khu chung cư cũ tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo được gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 7 để tổng hợp trình Thủ tướng. Hiện Hà Nội mới xây dựng cải tạo lại được khoảng 1% trong tổng số 1.516 chung cư cũ. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình kiểm định 474 chung cư cũ, Ủy ban Nhân dân các quận trên địa bàn thành phố đã rà soát những chung cư được xây dựng trước và sau năm 1975 có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Trong 36 chung cư kiểm định phát sinh thêm, có 29 chung cư được xác định là nguy hiểm cấp B và 7 chung cư kết quả kiểm định nguy hiểm ở cấp C. Thưa quý vị, sau một thời gian tiến hành vận động, thỏa thuận với các hộ dân, đến nay công tác giải tỏa đền bù tại dự án Cụm Công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành. Đơn vị đang tích cực triển khai thi công các hạng mục nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong đầu năm 2018. Theo báo cáo từ công ty Yến Sào Khánh Hòa, chủ đầu tư của dự án, công tác san lấp mặt bằng vẫn đang được đơn vị thi công triển khai. Dự kiến trong quý 3 sẽ hoàn thành công tác này và công ty cũng sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục thiết kế cơ sở, cụm công nghiệp, thiết kế thi công. Trong quý 4, công ty sẽ thực hiện thiết kế đường nội bộ, trồng cây xanh, thiết kế hệ thống điện, nước và các công trình phụ. Đến cuối năm 2017, đầu năm 2018, công ty sẽ bắt đầu triển khai thi công các nhà máy. Một tín hiệu vui là ngoài 5 nhà máy của công ty Yến Sào Khánh Hòa sẽ triển khai xây dựng tại đây, thì có 12 dự án khác từ thành phố Hồ Chí Minh. Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa cũng đăng ký tham gia đầu tư. Sắp tới, công ty sẽ phối hợp với tỉnh để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi nhiều doanh nghiệp khác tham gia vào cụm công nghiệp Sông Cầu, với mục tiêu sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Không sôi động về số giao dịch, giá bán ở thị trường căn hộ quý 2 năm 2017. Đây là nhận định của công ty CBRE tại báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội vừa được công bố mới đây. Theo CBRE, trong quý 2, Hà Nội có hơn 800.000 căn hộ được chào bán từ 27 dự án, tăng 23% so với cùng kỳ, nhưng giảm 14% so với quý 1. Phần lớn căn hộ này đến từ các dự án lớn qua các đợt mở bán tiếp theo, với 68% đến từ phía Tây và Tây Nam của Hà Nội. Nét đáng chú ý, phân khúc trung bình vẫn dẫn đầu toàn thị trường. Riêng quý 2, phân khúc này chiếm 55% tổng số căn hộ mở bán mới. Trong tổng số hơn 8.000 căn hộ chào bán quý 2, chỉ có 4.650 căn là bán được, giảm 24% so với quý 1, chủ yếu đến từ dự án có vị trí đắc địa, uy tín chủ đầu tư tốt. CBRE kỳ vọng hai quý cuối năm, thanh khoản thị trường căn hộ sẽ cải thiện hơn, chủ yếu vẫn tập trung ở khu vực phía Tây và Tây Nam. Nếu như thị trường của căn hộ kém sôi động, thì quý 2 năm 2017 lại chứng kiến sự nóng lên của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, với nhiều dự án được triển khai mới nhằm thu hút lượng khách du lịch đang tăng mạnh vào Việt Nam. Nét đáng chú ý, thay vì đầu tư rồi tự vận hành, với các nhà kinh doanh bất động sản đẩy mạnh phối hợp với các thương hiệu quốc tế có nhiều kinh nghiệm về vận hành khách sạn đã khiến cho phân khúc ngày càng tăng và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Thái Group bắt tay Hyatt làm khách sạn Hyatt Park ở Hà Nội. CEO Group bắt tay Novotel làm khách sạn nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Hay như mới đây, việc tập đoàn BIM Group ký kết Region nhằm phát triển dự án Region Phú Quốc Hotel and Resort là những minh chứng cho thấy các doanh nghiệp bất động sản đã hợp tác mở rộng để phát triển các khách sạn nhằm hướng thị trường này đến một cách chuyên nghiệp hơn. Đối với chúng tôi thì chúng tôi sẽ... Vì sao chúng tôi bắt tay với Region là vì Region thì có những cái concept mà phát triển những cái dự án nghỉ dưỡng rất là độc đáo, và để mình cạnh tranh được, để khác biệt được thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái khu nghỉ dưỡng rất là khác những khu khác. Những con số thống kê gần đây cho thấy sự tăng trưởng mạnh của ngành du lịch khách sạn. 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã gần 6,2 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ. Với mục tiêu này, con số 13 triệu lượt khách trong năm 2017 là hoàn toàn khả thi.
Khi mà lượng khách tăng, thì chất lượng cơ sở lưu trú cũng cần tăng tương ứng cả về số lượng và chất lượng. Điều này giải thích nguyên nhân tại sao các doanh nghiệp bất động sản có xu hướng hợp tác với các thương hiệu khách sạn quốc tế trong vận hành dự án. Với cái sự phát triển của cái thị trường bất động sản, thị trường khách sạn và resort nghỉ dưỡng ở Việt Nam như chúng ta thấy hiện nay, cùng với cái số lượng khách du lịch đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, nên là chúng tôi cũng nhận thấy là có rất là nhiều các thương hiệu quốc tế đang tìm hiểu về vào thị trường hoặc là đang tiếp tục mở rộng thị trường. CBIE cũng nhận định triển vọng của ngành du lịch cũng đang kéo theo, đó là sự gia nhập của nhiều nhà đầu tư ngoại vào thị trường. Có điều thay vì tự đầu tư, bước sang năm 2017, doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng lựa chọn phối hợp với nhà đầu tư trong nước. Điều này tận dụng được lợi thế của hai bên, từ đó giúp các dự án bất động sản nghỉ dưỡng vận hành đạt hiệu quả cao nhất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, quý 2 năm 2017 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về lượng giao dịch, giá bán và nguồn cung bất động sản liền thổ. 3 tháng qua, thành phố tiêu thụ 1.501 căn biệt thự, nhà phố, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số hàng đã tiêu thụ thì có 55% giao dịch diễn ra ở mức giá 135.000 đến 350.000 đô la Mỹ một căn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã tăng từ 5 đến 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định số 26 về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 36, người dân nằm trong khu vực quy hoạch treo sẽ được xây mới hoặc sửa chữa nhà cửa. Quyết định này được xem là một nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm giúp hàng trăm ngàn hộ dân tại thành phố giải tỏa được phần nào các nỗi khổ sống trong vùng quy hoạch treo. Thưa quý vị, nhà phố ở các đô thị lớn. Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong quy hoạch của khu đô thị Đại học Quốc tế rộng hơn 900 hecta. Dự án này đã được thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt cho nhà đầu tư Malaysia từ năm 2008 với số vốn dự án lên đến 56.000 tỷ đồng. Thế nhưng sau gần 10 năm được phê duyệt, nơi đây vẫn chỉ là bãi đất hoang cùng với những mái nhà siêu vẹo. Còn những căn hộ như gia đình chị Xuân thì rơi vào cảnh sống mòn, không nước sạch, không được xây sửa. Có nghe dự án nó là quy hoạch á, nhưng mà năm nay là gần 20 năm rồi cũng chưa có nghe gì hết trơn trời. Chứ nghe nói vậy hoài mà cứ để cái dự án nó dán treo vậy hoài à. Thành ra cứ để hoài, thành ra đâu có xây dựng gì được đâu. Quyết định 26 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố được xem là phao cứu sinh cho các hộ dân đang sống trong quy hoạch treo. Quyết định nêu rõ, công trình hoặc nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực có quy hoạch phân khu 1/2000 được cơ quan nhà nước phê duyệt nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất thì được cấp phép xây dựng tạm thời không vượt quá 3 tầng. Riêng đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư đã xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2006 thì xử lý theo hai hướng. Nếu tồn tại trước khi công bố quy hoạch thì được phép sửa chữa hoặc xây lại tối đa 3 tầng. Còn nếu tồn tại sau khi công bố quy hoạch thì chỉ được sửa. Việc cấp phép xây dựng theo quyết định này sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho các ban quản lý đầu tư xây dựng của thành phố như ban quản lý khu đô thị mới Nam thành phố, ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, ban quản lý khu công nghệ cao. Thì định hướng quy hoạch là một cái sản phẩm mà mình phải nghiên cứu cũng khá lâu, một đoạn cũng phải 11 tháng. Thì vấn đề là cái người dân trong các khu vực này nè phải vẫn phải được bình thường giống như người dân ngoài khu quy hoạch, mua bán thế chấp tách thửa, nói chung tất cả cái độ vên là không nên có. Một trong những cái nguyên nhân mà lớn nhất của quy hoạch treo là cái cách tư duy cũ, tư duy theo kinh tế tập trung. Người ta cứ lấy đất xong rồi người ta cứ vẽ và người ta chờ ngân sách, có ngân sách thì làm, không có ngân sách thì thôi. Theo các chuyên gia, việc ban hành quyết định 26 lần này sẽ điều chỉnh các bất cập về cơ chế, chính sách đã có trước đây. Cùng đó, tư duy về việc tổ chức thực hiện quy hoạch thì cũng đã được nhìn nhận và bước đầu thay đổi. Và nếu tổ chức thực hiện tốt, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không có nhiều dự án trong diện quy hoạch treo như hiện tại. Cái quan trọng hiện nay là mình điều chỉnh như thế nào, mình vừa đảm bảo được phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Tức là mình đảm bảo yếu tố phát triển bền vững về sau này, về lâu dài. Và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân. Cái này là cái quan trọng. Thì đây là một bài toán khó. Thành ra là vừa rồi thì chúng tôi đã trình Ủy ban chấp thuận rồi. Trên 23 quận, trên 24 quận.
đề nghị các quận huyện là phải tổ chức thông báo cho người dân các khu vực này, các tuyến đường này đã được thành phố chấp nhận chủ trương điều chỉnh. Trước đây, thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định 27 cũng với nội dung này. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với những quy định trong luật xây dựng 2014 mới nên không thực hiện được. Những chuyển biến trong thời gian tới sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các tổ chức thực hiện trong thực tế của các đơn vị được chính quyền thành phố trao nhiệm vụ. Thưa quý vị, nhà phố ở các đô thị lớn thường có giá đất đỏ và diện tích thường nhỏ, nên đa số các hộ gia đình không dành quỹ đất để thiết kế lối thoát hiểm theo đúng quy chuẩn. Vì vậy, khi có sự cố như là hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra, thường các nạn nhân lại bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Công tác can thiệp, cứu hỏa cũng gặp bất lợi do không có lối vào. Và để khắc phục tình trạng trên, bạn có thể tham khảo một số giải pháp sau đây để giúp gia chủ vừa có thể thoát hiểm mà vẫn đảm bảo an ninh, an toàn và tiết kiệm diện tích khi xây nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đỗ 24 giờ ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi ý kiến đóng góp cũng xin được gửi về email đỗ24giờ@vtc.gov.vn hoặc gửi thư theo địa chỉ Ban biên tập chương trình Đỗ 24 giờ, kênh VTC1, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.